Rồi, bữa nay lớp mình là tự quản nha, cô đi chấm bài thi một cái. Dạ đi bà nội ơi, quá được khỏe lắm á. Hú hét suốt ngày mệt mỏi quá. Má ơi, xuống canteen không? Mà cô mới đi rồi xuống canteen một đồ ăn, má ơi thèm bánh tráng trộn muốn chết vậy đi. Á à, đánh caro không? Trời ơi, mày với tao ô nha. Ok, vô nè. Vô nè má ơi, mày với tao ô nha. Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đến ngày đầy vào chờ em. Tay đâu xuống ăn cơm nè. Biết rồi, con xuống liền. Mẹ ơi, xuống ăn cơm. Rồi đâu rồi trời, sao chưa xuống nữa mẹ ơi. Mẹ đi lên ngủ hết. Con nít con non mà giờ này còn coi cái gì vậy trời, đang coi tivi mà kỳ cục vậy. Không có coi gì nữa hết trơn á, tới giờ tao coi tivi rồi. Xúc vô. Trời ơi, trời khuya rồi cho người ta ngủ đi trời. Cái gì đâu mà đập chai đập nước hoài vậy trời. Rồi xong luôn, đập nồi luôn rồi, đập hết đồ trong nhà đi. Đã nhà nghèo còn đập đồ nó, đập hết đi bán nhà luôn. Ê má, thẻ giữ xe nãy tao đưa mày đâu? Đưa đây tao đưa bảo vệ coi. Ủa gì má, thẻ giữ xe nào? Thì cái thẻ giữ xe nãy tao đưa mày cầm đó. Có nhớ lộn gì má, tao nhớ mày cầm mà. Gì vậy má, hồi nãy mày cầm thẻ giữ xe mà. Không có. Ra đường thôi. Khoan, sai sai cái gì đúng không ta? Cái nó bảo hiểm của ta đâu? Ủa ta, cái bảo hiểm của ta đâu? Ở đâu vậy trời, sao trong máy giặt không có? Kỳ vậy? Tao nhớ tao để dưới cái bàn mà trời, kỳ cục vậy? Tao nhớ rõ ràng là tao để ở dưới cái bàn là tao bất ghê luôn á, làm sao mà mất cái nó. Mệt mỏi. Á, rồi cái nhà này có ai quan tâm tao là cái gì đâu. Bữa nay ngày gì cũng có ai nhớ đâu, tao như con ở đợi cái nhà này vậy đó. Ủa, thì chất đóng á, cho tao xếp. Kỳ không có cái nhà gì đâu, kỳ cục kỳ mệt mỏi. Mẹ ơi, bữa nay là ngày sao tí bữa nay con nhớ ngày gì hả? Đúng rồi, ngày đó đó. Mày đóng học phí, mẹ cho con tiền đóng học phí đi. Oh my god, mày câm liền. Là biết sinh nhật của mẹ nè, con có món quà tặng cho mẹ nè. Ờ đúng rồi đó. Ôi nhưng mà mẹ không cần quà cáp đâu, mẹ sống đơn giản lắm. Nãy giờ mẹ đâu có quạo gì đâu, nãy giờ mẹ đưa đây phẩm bảo vệ sức khỏe Dazzling Beauty hả? Oh my god, cảm ơn con trai. Mày biết á là mấy người á là phụ giúp gia đình á cực lắm, cho nên là mới mua cái này nè, nó hỗ